Hiện nay, thời tiết đang vào thời kỳ chuyển sang mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa góp phần làm giảm khô hạn, nắng nóng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng kéo dài, với nền nhiệt cao trong thời gian qua, thì thời điểm giao mùa là lúc dễ xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan như dông, lốc, sấm sét, mưa đá, gây nguy hiểm cho người và thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông, sản xuất, kinh doanh của người dân. Trước các hình thái thời tiết trên, mọi người cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng để chủ động ứng phó, tuân thủ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương. Trong những ngày vừa qua thì khu vực tỉnh cũng đã có một số cái cơn mưa chuyển mùa, tập trung chủ yếu nhiều ở khu vực phía Bắc tỉnh, ví dụ như ở Ninh Quế, Hồng Dân, rồi thị trấn Phước Long của huyện Phước Long. Ngoài ra thì cũng một số nơi như Ninh Thạnh Lợi của Hồng Dân. Thì trong những cơn mưa chuyển mùa thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông, lốc xoáy, sét đánh. Dông, lốc cũng như là sét đánh thì nó đến rất là nhanh và nó cục bộ và nó kết thúc cũng rất là nhanh. Vì vậy là khi chúng ta thấy những cái cơn mưa chuyển mùa, những cái cơn mưa nó kéo đến, mây đen thì chúng ta cần phải nhanh chóng về những cái nơi an toàn. Ví dụ như là phải di chuyển nhanh về nhà hoặc là trú ở một số nơi như là an toàn như các cái cơ quan hay là trường học, bệnh viện. Và khi chúng ta đến các nơi đó thì chúng ta cũng tránh tiếp xúc những cái khu vực như gần cửa sổ nè, có các cái kim loại hay là tránh trú ở dưới những cái tán cây cao. Tại vì những cái kim loại hay là những cái tán cây cao thì nó cũng rất là dễ hút các cái tia sét. Vậy cũng rất là nguy hiểm. Theo khuyến cáo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, sau thời gian khô hạn kéo dài, không khí có nhiều bụi và chất ô nhiễm, vì vậy nước mưa thường chứa các chất ô nhiễm này, trong đó có các thành phần axit. Người dân không nên tích trữ nước mưa đầu mùa để sử dụng. Riêng đối với chăn nuôi thủy sản thì cần chú ý không nên thả tôm cá giống vào thời điểm này. Tại các vùng nước sông hồ đập, khi mưa xuống, các chất độc được rửa trôi từ bề mặt có thể khiến tôm cá giống bị sốc và chết, gây thiệt hại về kinh tế.